Cựu đệ nhất phu nhân thời Khmer Đỏ Aung Thyrit được trả tự do. Tin từ Phnom Penh, tòa án diệt chủng tại Cambodia được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã thả bà Aung Thyrit, một trong những nhân vật cao cấp nhất của chế độ tàn bạo Khmer Đỏ. Bà Aung Thyrit, một cựu bộ trưởng xã hội và em dâu của lãnh tụ cuộc cách mạng cánh đồng chết vào những năm 70 Pol Pot, đã được tự do sau khi tòa phán quyết rằng bà này không đủ sức khỏe để hầu tòa. Bà Aung Thyrit, 80 tuổi, được cho là bị bệnh Alzheimer. Theo các điều khoản về việc thả tự do, Aung Thyrit đã ghi danh địa chỉ, nộp hộ chiếu và thẻ căn cước. Aung Thyrit là bộ trưởng các vấn đề xã hội trong những năm 1970 khi Khmer Đỏ bị cáo buộc gây ra cái chết lên đến 2 triệu người. Hôm thứ Sáu vừa qua, việc thả nữ cựu bộ trưởng đã bị trì hoãn trong khi các công tố viên đệ trình một kháng cáo nhằm hạn chế tự do đối với bà. Các biện pháp nhằm ngăn chặn bà chạy trốn khỏi đất nước và để can thiệp các phiên xử liên tục với ba lãnh đạo cao cấp khác của Khmer Đỏ. Bà Aung Thyrit cũng phải trình diện trước tòa án bất cứ khi nào bị triệu tập. Tòa án cho hay trong một tuyên bố rằng các điều kiện mang tính tạm thời và các hạn chế nhiều hơn có thể được áp dụng sau một phiên nghe kháng cáo một ngày sau đó. Bà Aung Thyrit đã được đưa ra bằng một chiếc xe hơi qua cổng sau của tòa án nơi bà và cựu lãnh đạo Khmer Đỏ khác bị giam giữ. Không ai hy vọng tình hình sức khỏe của bà Aung Thyrit có thể cải thiện. Tuy nhiên, việc bà được thả ra là một cú giáng đối với người dân Cambodia đang tìm kiếm một lời giải thích cho những kinh hoàng của 4 năm trị vì của Khmer Đỏ.